tiên cho em xin phép chào các vị ban giám khảo, các vị ban tổ chức cũng như các nhà doanh nghiệp đang có mặt tại đây cùng với các vị các bạn sinh viên, một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất ạ. Vậy thì đến với cuộc thi chung kết ngày hôm nay, em sẽ mang đến tất cả mọi người một đề tài mang tên kẹo điều 1, 2, 3. Và đề tài đó như thế nào chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu ngay bây giờ. Đây là những vấn đề chúng ta cần giải quyết trong đề tài này. Vậy thì điều đầu tiên khi nhắc đến kẹo điều, chúng ta nghĩ đến điều gì ạ? Đó chính là kẹo điều này. Nhưng không, chúng ta phải nghĩ khác đi và làm khác nó đi. Đó chính là kẹo điều giữa sự kết hợp của nước trái điều và hạt của kẹo điều. Hạt của nhân của cái hạt điều, chúng ta kết hợp hai điều đó lại để tạo ra một sản phẩm mang tên kẹo điều. Và kẹo điều này là khác và chưa có mặt trên thị trường. Nước điều với độ chua, độ chát, hơi nhẹ, độ ngọt sẽ kết hợp với nhân kẹo điều để tạo ra một viên kẹo vô cùng đặc biệt và vô cùng lạ miệng. Bây giờ bên thành phần của chúng tôi sẽ đi phát kẹo cho tất cả các bạn giám khảo thưởng thức. Lưu ý, ai chưa ăn sáng đừng ăn kẹo. Kẹo này kích thích bao tử của chúng ta, khiến cho bao tử của chúng ta trở nên thúc đẩy bao tử của chúng ta để chúng ta có thể ăn được. Số lượng kẹo có hạn cho nên phát được tới đâu thì hay tới đó. Tại vì cái nhất, cái thứ hai là kẹo trái điều đã cuối mùa rồi. Chính vì vậy cái độ chát của nó có lẽ là hơi cao một chút. Nhưng em nghĩ là kẹo điều này cũng sẽ mang lại hương vị vô cùng độc lạ cho tất cả các vị đang có mặt tại đây. Vậy thì sau khi thưởng thức, trong khi thưởng thức thì em sẽ giới thiệu thêm lợi ích trong trái điều, đó chính là lợi ích của axit acetic trong trái điều, đó chính là độ chát của trái điều. Mặc dù ăn chúng ta có thể thấy nó chát, nhưng nó sẽ điều chỉnh cho chúng ta bệnh tiểu đường, hỗ trợ bệnh và bàng quang, chữa rứa cho chúng ta bệnh biếng ăn của những đứa bé đó, thì sẽ giúp cho kẹo điều này trở nên có mặt trên thị trường. Dạ vâng. Vấn đề về marketing, không cần chúng ta sẽ bỏ qua những cái trang mạng, trang báo. Tại vì tất cả điều đó chúng ta đều phải làm, trong tất cả các dự án chúng ta đều phải làm, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ tôi sẽ vào, đó chính là đều mà chắc. Đi phải đi đều, mà đi phải đi chắc. Đều là sao? Nhà mình bán tạp hóa, cho nên chính vì vậy mình sẽ đưa kẹo điều này đưa vào tạp hóa. Tạp hóa sẽ mẹ mình sẽ bán cho một lượng khách hàng, đó chính là trẻ em ở trong thôn. Sau khi khách hàng, sau khi lượng này được tiếp nhận thì mình sẽ đưa đến các cái tạp hóa khác để mà rao, để mà đưa mối. Rồi sau đó thì sẽ đi cao hơn lên các tỉnh và thành phố, đưa vào các siêu thị và có thể sau này xuất khẩu ra nước ngoài. Và cũng như kẹo dừa Bến Tre thì mình sẽ tạo ra kẹo điều, và kẹo điều đó chính là kẹo điều của Bình Phước. Nhắc đến Bình Phước là nhắc đến kẹo điều 123, và nhắc đến du lịch phải nhắc đến thương hiệu của kẹo điều Bình Phước 123. Mình sẽ tạo cho thương hiệu này trở thành một sản phẩm đặc trưng của Bình Phước, không ai có thể lấn vào nó được. Và tiếp theo đó chính là cái khâu sản xuất. Sản xuất như thế nào? Sản xuất rất đơn giản, và chúng ta sẽ đưa nó vào đầu tiên chúng ta sẽ đưa trái điều vào đây. Máy rửa ozone sẽ làm sạch nó và đưa dây chuyền qua máy quạt làm khô nó đi. Đưa xuống máy ép và ép ra nước, đưa qua khay lọc thứ nhất đến khay lọc thứ hai và đến với máy khuấy và nấu. Nhân viên ở đây sẽ đưa các nguyên liệu vào đây để tạo nên một độ ngon của cái kẹo điều này. Và sau đó chúng ta sẽ đổ vào khuôn để mà kết hợp ra. Trong khuôn thì chúng ta sẽ để nhân trước, đổ một lớp lên. Sau đó để nhân vào thì chúng ta sẽ đổ lớp thứ hai lên và tạo một viên kẹo. Thật sự các viên kẹo các vị đang thưởng thức nó chỉ là một phần tráng lên để các vị thưởng thức được mùi vị của nó nhanh nhất và cảm nhận nhanh nhất, để các vị có thể đưa ra một ý kiến nhanh nhất. Còn nếu đưa ra sản phẩm thì viên kẹo nó sẽ được bao bọc nhiều hơn để mà chúng ta ngậm để cảm nhận vị được tốt hơn. Và về mặt tài, về mặt quản lý và tổ chức, đơn giản và không phức tạp. Chúng ta sẽ đưa nó vào quản lý tài chính và quản lý một cách đơn giản nhất. Tại vì nhân công ở dưới quê thì các bạn biết rồi đó, họ không có việc làm đều đặn. Chúng ta đưa họ vào thì chắc chắn họ sẽ làm. Cái tiếp theo nữa đó chính là về tài chính. Đây chỉ là một phần trong kế hoạch tài chính mà mình nghĩ rằng nó sẽ là điều quan trọng nhất để
đưa vào sản phẩm của chúng ta. Không có khâu sản xuất, không có máy thì không thể làm ra kẹo. Và thật sự làm ra kẹo cũng được, nhưng nó không phải số lượng nhiều. Mà không có số lượng nhiều thì chúng ta không thể nào mà đưa đến sản phẩm đến tất cả mọi người trên nước của chúng ta. Và đây thì chi phí, đây chỉ là một chi phí của máy móc. Còn tổng chi phí của mình tính ra đó là 650 triệu đồng dành cho toàn bộ khu cơ sở chế biến. Và tiếp theo đó chính là tính hiệu quả và ý nghĩa xã hội của nó. Sản phẩm này chắc chắn các bạn tìm trên Google hay tra ở bất cứ đâu, hay tìm ở bất cứ nơi nào trên đất nước Việt Nam này, các bạn sẽ không thể nào thấy được hương vị này. Hương vị đặc biệt này tôi tạo ra để thể hiện rằng Bình Phước sẽ có một thương hiệu, sẽ có một sản phẩm độc lạ và sẽ là một thương hiệu mà cả Việt Nam phải công nhận nó, hay cả nước ngoài phải công nhận nó. Dạ vâng. Và tiếp theo đó là cái nhân của nó do chính bà ngoại tôi ra, một nguyên công thức đặc trưng và đặc biệt không ai có thể nhầm lẫn được. Vậy thì bà ngoại chắc chắn không thể truyền cho người ngoài đúng không ạ? Chắc chắn phải truyền cho tôi hoặc mẹ tôi, người trong nhà để ra nhân được điều này. Cái tiếp theo đó là gì? Đó chính là con nít, một trong những người tiêu thụ kẹo hàng đầu Việt Nam và hàng đầu thế giới. Ăn kẹo là sở thích của tụi nó, không có kẹo tụi nó khóc, không có kẹo tụi nó la, đúng không ạ? Nhưng ăn kẹo này vô tụi nó còn thèm cơm hơn nữa thì chắc chắn là các gia đình, các bà mẹ sẽ phải mua kẹo này rồi. Và tiếp theo là cái cuối cùng, đó chính là tăng giá trị trồng cây điều lên. Trồng cây điều càng nhiều thì chắc chắn là sản lượng của kẹo cũng tăng càng nhiều. Tất cả các cây kẹo đây chỉ làm từ hai trái điều mà lượng nước có thể bao bọc tất cả các nhân hạt điều như vậy. Thì thử hỏi coi 1 tấn điều tạo ra 3 tấn trái thì sẽ như thế nào, lượng kẹo sẽ được tăng lên. Cảm ơn. Và đó chính là phần trình bày của mình. Mình xin cảm ơn tất cả các quý vị khán em. Vâng, xin được chúc mừng phần trình bày của các bạn với đề tài là kẹo điều 123. Và giống như bạn nói về sản phẩm dùng thử thôi đúng không ạ? Và nếu mà được đầu tư thì sản phẩm sẽ rộng hơn. Bí quyết của bà ngoại. Dạ. Và không biết đâu đây các chị doanh nghiệp, có doanh nghiệp nào ở lĩnh vực sản xuất về thực phẩm hoặc là bánh kẹo mà có thể lưu ý với đề tài này. Vâng, và xin được mời ý kiến thêm từ hội đồng ban giám khảo ạ. Anh cảm ơn em và cách trình bày của em rất là tự tin và khách hàng của đợt trước. Anh vừa cầm viên kẹo của em lên ăn thì em thể hiện cái chữ độc kia, cái làm anh lần giật mình và anh không dám ăn nữa. Em có sự chuẩn bị và đã làm ra được viên kẹo như thế này thì cũng chứng tỏ là em có sự đầu tư rất tốt. Thì anh muốn hỏi em là một viên kẹo như thế này thì em bán bao nhiêu, giá bao nhiêu, và cái đầu tư của em thì sau bao nhiêu năm em sẽ, thời gian bao nhiêu là em sẽ có lời, và em sẽ cạnh tranh như thế nào với những cái sản phẩm như là kẹo dừa, những cái đặc sản vùng miền như thế. Cảm ơn câu hỏi của anh. Thì thứ nhất về vấn đề giá cả thì em sẽ bán theo bình quân viên kẹo này sẽ tầm 3.000, và sau khi bán lẻ ra thì em sẽ đóng hộp, một hộp khoảng 25-30 viên, tức là một hộp đó tầm 90.000. Sau khi hộp được sản xuất ra, đóng hộp thì có thể chúng ta sẽ đưa vào bán cho các hộ gia đình đó. Thì các hộ gia đình sẽ mua và họ sẽ làm quà tặng. Thì chính vì vậy là sản phẩm này sẽ em dự tính nếu mà 90.000 trên một hộp thì khoảng 1.5 năm chúng ta sẽ hòa vốn và bắt đầu xin lời. Dạ. Và cái vấn đề thứ hai đó chính là thì kẹo dừa nó là một thương hiệu đã có tiếng và đã được xuất khẩu nước ngoài. Nó cũng là một thương hiệu đánh dấu được cột mốc của quê hương xứ dừa. Thì em làm ra cái kẹo này cũng với mục đích để đánh dấu quê hương xứ điều, để cho họ biết rằng là xứ dừa có kẹo dừa thì xứ điều chắc chắn phải có viên kẹo điều, và viên kẹo điều này là một viên kẹo điều chưa từng có mặt trên thị trường. Cảm ơn.